chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Anh Giàng A Phử ở xã Giang Mau, huyện Tam Đường tìm hiểu và ghép thành công giống lê VH6 trên cây lê Tai Long, Đài Loan, đem lại chất lượng quả tốt và đẹp hơn, đem lại thu nhập cao hơn cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 7 tại phòng họp số 10, Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Lai Châu, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 7 tỉnh biên giới phía Bắc gồm các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện tổ trưởng tổ phó tổ giúp việc số 3 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động 7 tỉnh biên giới phía Bắc. Hội nghị đánh giá 6 tháng đầu năm, công tác thi đua khen thưởng luôn được Liên đoàn Lao động các tỉnh quan tâm, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực. Chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, gắn với cuộc vận động xây dựng cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực đã được nâng lên rõ nét, được đổi mới về nội dung và hình thức cụ thể, thiết thực, tạo động lực phấn đấu trong từng tổ chức công đoàn và đoàn viên. Công tác nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được chú trọng. Hoạt động cụm đi vào chiều sâu, góp phần đưa phong trào thi đua của tổ chức công đoàn đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị và tổ chức công đoàn. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực cố gắng triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động thi đua của Liên đoàn Lao động 7 tỉnh biên giới phía Bắc thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, cụm thi đua Liên đoàn Lao động 7 tỉnh biên giới phía Bắc tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục đoàn viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, tích cực vận động phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở ở tất cả các lĩnh vực để công đoàn luôn là tổ chức vững mạnh trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh đề ra. Cũng trong ngày hôm qua, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi thẩm tra. Về nội dung dự thảo nghị quyết, các ban hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết và đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung như phạm vi ranh giới quy hoạch, mục tiêu tổng quát. Đề nghị xem xét lại mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Vì chưa phù hợp với mục tiêu tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 14 tỉnh Lai Châu xác định, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế xã hội đạt mức trung bình của cả nước. Tại buổi thẩm tra, các đại biểu ý kiến tập trung vào nội dung liên quan đến mục tiêu đột phá phát triển, giải pháp, định hướng không gian và trụ cột phát triển, phương hướng phát triển các lĩnh vực, phương án phát triển hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng, kết cấu hạ tầng, sử dụng đất đến năm 2030. Phát biểu kết luận tại buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những ý kiến tham gia vào dự thảo nghị quyết. Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết tiếp thu ý kiến, điều chỉnh phù hợp để hoàn thiện, đảm bảo nội dung trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới. Thưa quý vị, để cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Lai Châu năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 2492 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Lai Châu năm 2023. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Lai Châu năm 2023 đạt khoảng 63,09 điểm, tăng 0,95 điểm so với năm 2022, xếp hạng dưới 55 trên 63 tỉnh thành phố. Trong đó thì cần tập trung cải thiện mạnh điểm số các chỉ số thành phần có trọng số cao, có xu hướng giảm điểm, duy trì và tiếp tục cải thiện các chỉ số có xu hướng tăng điểm. Một số giải pháp quan trọng được đề ra là Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư định kỳ ít nhất là 2 lần trên năm để gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, cũng như tạo sự gần gũi thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách,
quy trình, thủ tục liên quan tới chức năng nhiệm vụ lên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả, đổi mới và thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hướng tới nền hành chính phục vụ. Thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, với mục tiêu giảm tối đa thời gian, chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án hỗ trợ doanh nghiệp đã ban hành. Đến hết tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa 5 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý tài sản công, tài chính doanh nghiệp, an toàn thực phẩm và đường bộ. Tỷ lệ thời gian cắt giảm trung bình đạt trên 32%, vượt 2% so với nghị quyết 08 của tỉnh ủy, quy định cắt giảm thời gian tối thiểu 30%. Nhờ đó, chi phí tiết kiệm được hơn 525 triệu đồng mỗi năm, tạo thuận lợi tiết kiệm chi phí cho các tổ chức cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, thực hiện việc công bố công khai thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại các cơ quan đơn vị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký ban hành 37 quyết định công bố danh mục thủ tục ban hành mới, sửa đổi bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh với 275 danh mục thủ tục hành chính. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, huyện Tam Đường đã thực hiện tốt việc huy động lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu, huy động sự vào cuộc, hưởng ứng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, diện mạo nông thôn có sự đổi thay rõ nét, đời sống của các tầng lớp nhân dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Đến nay, toàn huyện Tam Đường đã có 8 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 66,7% so với nghị quyết Đảng bộ huyện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt, bình quân đạt 17,8 tiêu chí trên một xã. Tam Đường đang phấn đấu về đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Tính đến nay, Lai Châu đã thu nhận 164.500 hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt 106.200 tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2 cho công dân, đạt tỷ lệ 65%. Huyện Than Uyên là đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt định danh điện tử. Một số đơn vị có tỷ lệ kích hoạt cao như thành phố Lai Châu đạt 85%, huyện Tam Đường 82,3%. Toàn tỉnh đã thu nhận được hơn 372.000 hồ sơ căn cước công dân, được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 ghi nhận. Lai Châu hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ căn cước công dân vào ngày 20 tháng 6, trước 10 ngày theo quy định. Để đạt được kết quả trên, Công an các huyện, thành phố đã triển khai đợt cao điểm, huy động cao độ lực lượng, phương tiện, tăng nhanh thời gian thu nhận hồ sơ căn cước công dân, định danh điện tử với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ và đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Thời gian tới, Công an các huyện, thành phố tiếp tục thu nhận hồ sơ căn cước công dân và thu nhận kích hoạt định danh điện tử. Thưa quý vị, với suy nghĩ làm thế nào để tạo ra quả lê có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt hơn giống lê của gia đình và người dân trong xã hiện đang trồng? Và chính vì những suy nghĩ ấy thì anh Giàng A Phở, bản Sang Ma, xã Sang Ma, huyện Tam Đường đã mày mò nghiên cứu và ghép thành công giống lê VH6 trên cây lê Tai Long, Đài Loan. Sản phẩm quả lê có mẫu mã đẹp hơn, to hơn, thịt quả ngọt và đậm hơn. Và sáng kiến này mang lại thu nhập cho gia đình hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Phóng sự sau đây của phóng viên Trọng Quân Văn Thao giới thiệu rõ hơn về nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị và bạn, đây là quả lê ghép giữa lê VH6 và lê Tai Lung Đài Loan của anh Giàng A Phử, xã Giang Ma, huyện Tam Đường. Quả lê này thì được thị trường rất là ưa chuộng bởi mẫu mã đẹp, chất lượng tốt hơn, ăn thì ngọt hơn. Được cán bộ nông nghiệp huyện và khách tham quan vườn lê gợi ý ghép cành của cây lê VH6 trên cây lê Tại Long, Đài Loan để việc thụ phấn chéo giữa hai giống lê này được diễn ra trên cùng một cây, có thể cho ra quả lê mới chất lượng tốt hơn. Năm 2020, anh Phử đã tiến hành ghép cành cây lê VH6 trên cây lê Tai Long, Đài Loan. Và kết quả năm 2022-2023, cành lê được ghép phát triển tốt, không bị chết, già hòa kết quả. Quả lê thu được có chất lượng tốt hơn hẳn các giống lê trước khi ghép. Thịt quả ngọt đậm, vị hơi chua, không quá mọng nước, thịt quả giòn, ít sạn hơn giống Tai Long, Đài Loan. Ý tưởng mình thì cũng chỉ ghép được 2 năm thôi. Ghép được 2 năm nhưng mà cái này là do tự bản thân mình suy nghĩ ra để xem là nó kiểu quả nó có thụ phấn được với nhau để cho nó sai quả. Thì mình tự nghĩ như thế thì mình sẽ lấy cái loại lê xanh để ghép vào cái loại Tây Nông này. Đấy thì mình cũng không biết là nó sẽ hiệu quả như thế cơ, nhưng mà mình ghép vào là cái cây nó sẽ ra quả nó to bằng cái cây Nông này và nó cũng sẽ ngọt hơn.
Hiện gia đình anh Giàng A Phử có trên 70 gốc lê đã được 16 năm tuổi. Với kinh nghiệm trồng lê lâu năm cùng với sự ham học hỏi của anh, vườn lê của gia đình anh Phử luôn phát triển tốt, quả lê to và chất lượng hơn so với một số gia đình trong xã. Ở trung bình mỗi năm gia đình bán ra thị trường khoảng gần 2 tấn lê, thu nhập gần 50 triệu đồng. Mình đang có ý tưởng là mình sẽ ghép lại toàn bộ cái cây này, để một số cái cây này để lại, còn mình sẽ ghép lại một số lại cái cây này, để hai loại nó hào hòa với nhau, để nó thụ phấn mà nó sẽ ra cái quả nó sẽ khác biệt hơn. Thì quá trình vào nhà anh Giàng A Phử ở xã Giang Ma, huyện Tam Đường, thì tôi thấy là cái sáng kiến giữa ghép cái cây nê VH6 với lại cái cây nê Tai Nung Đài Loan thì nó đã thụ phấn chéo và nó đã tạo ra được một cái sản phẩm nê mới, tức là nó ứng dụng được cái nó phát huy được cái tính di truyền của cả hai cái giống nê VH6 và giống Tai Nung Đài Loan để tạo ra một cái quả nê nai nó có chất lượng tốt hơn. Và đây là cái sản phẩm của anh đấy mới thử nghiệm được 2 năm nay, nhưng mà nhiều cái nhà hàng khách hàng người ta đến, người ta thăm vườn và người ta trực tiếp thì người ta đánh giá đây là sản phẩm tốt, và bản thân tôi cũng được thử cái giống này thì so với lại ăn được cái quả nê nai này thì nó tốt hơn hoàn toàn so với VH6 và Tai Nung Đài Loan. Việc ghép cành lê VH6 trên cây lê Tai Long Đài Loan được anh Phử thực hiện đầu tiên ở xã Giang Ma, huyện Tam Đường. Đây là cách làm mới hoàn toàn và cho ra quả lê ngon, đẹp hơn hai giống lê trước khi ghép, được người tiêu dùng đánh giá cao. Từ việc ghép thành công giống lê đã giúp gia đình có thêm động lực mở rộng diện tích trồng, tăng thu nhập, hướng dẫn động viên các hộ dân khác cách làm để tạo ra quả lê chất lượng tốt. Sáng kiến này có thể áp dụng với tất cả các vườn trồng lê VH6, lê Tai Long Đài Loan trên địa bàn của tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị, thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, có vai trò thúc đẩy các tiêu chí khác phát triển. Hiện thị xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao tiêu chí quan trọng này, góp phần cải thiện đáng kể đời sống của người dân. Xã Pu Sam Cáp có 303 hộ với 2.745 nhân khẩu. Với đặc thù là xã vùng cao, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn và vất vả. Tập quán sản xuất chăn nuôi của bà con các dân tộc còn nhỏ lẻ, manh mún, trình độ dân trí không đồng đều. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất vẫn còn hạn chế, nên các mô hình phát triển kinh tế như chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng lúa nước, trồng cây ăn quả chưa phát huy được hết hiệu quả. Trước đây, nguồn thu nhập chính của gia đình anh Hoàng Văn Hỏi chủ yếu phụ thuộc vào lúa ngô và chăn nuôi nhỏ lẻ. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, gia đình anh đã đầu tư chăn nuôi lợn gà, cung cấp giống và thịt cho người dân trong xã với quy mô ngày càng lớn dần. Trong quá trình chăn nuôi, gia đình anh được cán bộ chuyên môn của xã, của huyện hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc, cách phòng chống dịch bệnh. Nhờ vậy, đàn lợn sinh trưởng và phát triển, ít dịch bệnh. Trong chuồng luôn duy trì khoảng từ 15 tới 20 con lợn, 3 con lợn nái. Trung bình mỗi năm xuất bán 2 lứa lợn giống và 2 lứa lợn thịt, mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Đối với gia đình tôi thì cũng chỉ nuôi ít lợn, gà, vịt để cải thiện cho gia đình là chính. Mục đích để phát triển thì cũng chả có gì ngoài thức ăn chăn nuôi thì cũng gọi cái chuối, gọi là rau khoai, rau khủng, gọi là cho nó ăn hàng ngày, trộn thêm tí cám. Từ đó thì giúp cuộc sống gia đình cải thiện bữa ăn nhất. Cái thứ hai là nó cũng để có nguồn thu nhập ổn định cho gia đình thì chúng tôi phải nuôi thêm ít lợn gà nữa. Trước tình trạng đó, xã đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư của trung ương, của tỉnh, của huyện, thông qua các chương trình thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn. Trong đó tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với lợi thế đất đai, khí hậu của địa phương, phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, tích cực tuyên truyền vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi trồng trọt, thực hiện thâm canh tăng vụ. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện để lựa chọn giống, thời vụ cũng như chăm sóc phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây trồng, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi, mở các lớp dạy nghề, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đối với các hội đoàn thể, xã phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ vốn vay, giúp hội viên có vốn sản xuất, đầu tư phát triển kinh tế. Đối với phát triển kinh tế thì đối với xã thì đang chuyển tuyên truyền vận động bà con nhân dân là về nhà chăn nuôi trâu, về phát triển kinh tế, rồi là nó mở rộng thêm về
các con mà để nuôi nó có giá trị cao. Về hiện tại thì đang tập trung vào nuôi dê rồi là cũng phát triển thêm cho thu nhập cho bà con. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 26 triệu đồng trên người trên năm. Đến năm 2025, xã phấn đấu nâng mức thu nhập này lên 36 triệu đồng một người trên năm. Để đạt được tiêu chí này, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương. Các hội đoàn thể xã thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ bà con phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Thưa quý vị, thưa các bạn, với 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, chính quyền các cấp huyện Nậm Nhùn thời gian qua đã tập trung tuyên truyền, chỉ đạo các địa phương, người dân thực hiện giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch thông qua các chính sách hỗ trợ của tỉnh từ nghị quyết số 59/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phóng sự sau đây cũng sẽ khép lại chương trình khởi động ngày mới ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch theo tinh thần nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, được huyện Nậm Nhùn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm chú trọng thực hiện. Bởi vậy, trong thời gian qua, cùng với việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, các xã, thị trấn trên địa bàn của huyện luôn nỗ lực thực hiện bằng nhiều giải pháp khác nhau, đã linh hoạt lồng ghép trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời tận dụng tối đa chính sách hỗ trợ của tỉnh để thực hiện các chỉ tiêu đặt ra. Cùng với đó là phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người cao tuổi để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của từng đồng bào. Song song với đó, huyện Nậm Nhùn đã chú trọng tổ chức các hoạt động, xây dựng và sử dụng hiệu quả thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng. Quan tâm hỗ trợ các địa phương phục dựng và tổ chức lễ hội, xăm cằm, mừng nhà mới, ăn hỏi của người dân tộc Mạng, mìn lóng phạt của dân tộc Cống, giã bánh dày của dân tộc Mông. Hoạt động thể dục thể thao được duy trì, các câu lạc bộ, nhóm tập luyện các môn thể thao truyền thống như là kéo co, bắn nỏ, ném còn, đẩy gậy. Nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thì đã được đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện cũng rất là phấn khởi đón nhận. Thì trong năm qua thì Ban chấp hành Đảng bộ huyện thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện là cái nghị quyết 04, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện nghị quyết 04 và cũng đã phân công nhiệm vụ rõ từng đầu việc cụ thể tới từng các cơ quan đơn vị cũng như là các xã thị trấn. Đối với lại năm 2022 thì cái nguồn vốn thực hiện cho cái nghị quyết 04 này thì chúng tôi thực hiện ở 4 đầu mục. Thì cho đến thời điểm bây giờ là các đầu mục của cái nghị quyết 04 năm 2022 chúng tôi đã thực hiện xong. Hướng tới năm 2023 thì chúng tôi cũng đã đăng ký với lại Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch các phần việc thực hiện của năm 2023 và cũng hy vọng được rằng là trong 2023 sau khi triển khai thì bà con nhân dân sẽ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như là các cũng như chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là cái nghị quyết 04 này ạ. Và cũng hy vọng rằng là trong những năm tiếp theo thì sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm cũng như là tiếp tục là thực hiện cái nghị quyết 59 của Hội đồng Nhân dân tỉnh một cách là trọn vẹn và cũng mong muốn rằng là nhà nước sẽ tiếp tục là hỗ trợ và đầu tư thêm. Theo chính sách hỗ trợ từ nghị quyết số 59/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, huyện Nậm Nhùn đã thực hiện hỗ trợ trên 100 triệu đồng cho các đội văn nghệ, tổ chức lễ hội truyền thống 160 triệu đồng trên hai lễ hội, hỗ trợ quy trình đan lát của đồng bào dân tộc Mảng tại xã Nậm Hàng 50 triệu đồng. Từ việc triển khai hỗ trợ theo chính sách đã giúp huyện và người dân thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc mình, nên đều phấn khởi thực hiện. Có hỗ trợ rồi, chúng tôi vui lắm vì được nhà nước quan tâm đến nghề đan lát của dân tộc chúng tôi. Người dân chúng tôi thì duy trì nghề đan lát nhiều năm nay rồi, nhưng hiện nay ở bản và trong cộng đồng của người Mảng thì nghề này đang dần bị mai một, chỉ có những người già như là chúng tôi mới biết, và bây giờ thì thi thoảng mới đan thôi, thế hệ trẻ bây giờ cũng không còn mặn mà. Tôi muốn Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí để mở các lớp học nghề, mở rộng trong cộng đồng chúng tôi, tìm ra cho sản phẩm của chúng tôi để chúng tôi có công ăn việc làm và giữ được nghề truyền thống của cha ông để lại. Bên cạnh thực hiện rà soát hỗ trợ theo nghị quyết số 59, thì huyện Nậm Nhùn cũng đã lồng ghép các chính sách để thực hiện bảo tồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn của huyện, theo chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách hỗ trợ khác để hỗ trợ đồ văn nghệ bản, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa xã bản. Chúng tôi cũng tập trung tổ chức tuyên truyền
phục rừng là những truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mạng, dân tộc Mông. Trong cái việc mà bảo tồn và phát huy đại diện có cái vai trò tích cực hỗ trợ của các cấp các ngành. Thì cho đến cái thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã Đầm Bì thì có trên 9 nhà văn hóa, rồi cơ sở vật chất phục vụ cho các cái hoạt động văn hóa thì được đầu tư. Và hiện nay các cái chính sách hỗ trợ, nhất là thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có hỗ trợ về các cái hoạt động văn hóa ở xã, thì hiện nay chúng tôi cũng đã tổ chức rà soát đăng ký để thực hiện các cái bước tiếp theo của cái đề án. Mặc dù mới thực hiện nhưng có thể khẳng định rằng từ các chính sách hỗ trợ của tỉnh, trong đó chủ đạo là nghị quyết số 59/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã góp phần tích cực giúp cho chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc huyện Nậm Nhùn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn gắn với phát triển du lịch, đồng thời giúp cho người dân tin tưởng và đồng lòng cùng với địa phương bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.